Mekong Agri Expo 2024, Hội chợ nông nghiệp và xúc tiến thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến 23 tháng 4 2024 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp với chủ đề phát triển nâng cao hiệu quả nghề lâm dương theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao. Hội chợ Mekong Agri Expo 2024 là cầu nối và cơ hội để các địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh hơn nữa việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế với sản xuất kinh doanh. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ có diễn đàn kết nối cung cầu và thúc đẩy liên kết sản xuất nông sản an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Hội thảo tư vấn và giới thiệu các thiết bị sản phẩm công nghệ nông nghiệp do các doanh nghiệp tham gia hội chợ tổ chức.